Xin chào mọi người nhé. Sáng nay mình vừa vượt qua hơn 100 cây số đi lên chồn. Nó lắm, hôm nay có bác quay phim hộ nên là hôm nay không phải làm phim quay phim. Khu này thì đàn chồn này nó vẫn còn một vài con. Nhưng đàn chồn này là bị đánh rất nhiều lần rồi. Nên bây giờ chỉ có một cách là xuống tìm dấu chân. Nếu mà trường hợp mà thấy dấu chân thì chỉ có cắm thẳng đánh luôn thôi, chứ chỗ này là không kích thử luôn nhé. Chỗ này là chúng ta sẽ không kích thử, chúng ta sẽ chỉ có đánh luôn thôi. Xuống đây để quan sát tìm dấu chân. Nó mới này. Để nó chồn mới này. Con này nó mới ăn ốc đây xong này. Nốt này nó chồn ăn nhé, không phải nốt bìm bìm. Tại vì xung quanh nó có cái dấu đào bới mách này. Tại vì khu này là mình cũng đánh nhiều lần rồi, mình nhiều người đánh rồi. Nó vẫn còn con đực. Hai ba con đực mà mình chưa bắt được con đực nào ở đây. Nên là mình vẫn quay lại. Thì chỗ này bây giờ chỉ có một cách là hên xui là chúng ta sẽ quất luôn. Con này vừa mới xuống đây đi qua đây xong này, dấu chân con đực to khủng khiếp luôn. Con này mới đi qua đây Thanh Hoàng ạ. Nốt này mới này. Hàng này á. Nó không nằm ở thấp đây đâu, hàng nó phải trên cao nữa cơ. Kèo này là kèo thứ tư mình thử rồi và chưa thấy đâu nhé, dấu vết thì rất là nhiều. Các bạn nhìn mình bố trí thòng này ít sai kìa, tại vì con này thì nó còn đàn này nó còn khoảng ba con bao này gần như là rất là khôn. Bình thường thì mình khuyên các bạn là đi đánh chồn là không bao giờ được cắm thầm trước như này, trừ khi chỗ nào mà chúng ta chắc chắn có và những con nó cực kỳ khôn thì chúng ta mới cắm kiểu này. Tại vì cắm thầm kiểu này cực kỳ mệt, cực kỳ vất vả. Mà chưa biết đến đâu, nhưng mà với địa hình chỗ này thì bắt buộc mình phải chơi kiểu này thôi. Đây bố trí thòng rất rộng này. Tít ra ngoài kia cũng có thòng hết nhé. Đánh chặn rất là xa luôn. Tại sao là mình không đặt máy quay. Mà mình chỉ cắm xong mình sẽ kích thử luôn. Chứ còn này mà trường hợp mà chúng ta mà kích có thể gặp nó ra nhưng mà nó không quay đợt hai đâu nhé. Nên với... Cô còn thấy nó chạy ở bụi này à? Nhưng mà tìm khắp thủ đoạn này đê này chưa đâu à. Cô nhìn thường xuyên không? Cô nhìn nó chạy thường xuyên không? Ngày nào cũng chạy làm ở đây mà. À, ngày nào cũng thấy chạy hả? Ngày nào cũng làm ở đây nó chạy hàng hai ba con ấy. Đúng rồi, chính xác rồi.
Địa hình chỗ này thì nó chỉ có một cái triền đê chạy dọc bên này, từ tít bên kia nên lên vòng trên đây. Thế mà đi kích suốt buổi sáng giờ mà chưa đâu các bạn nhé, nên để cho bạn thấy đi tìm trồn không hề dễ dàng một chút nhé. Chẳng qua những lúc mà mình chỉ quay cái cảnh mà bắt trồn cho các bạn xem, nên các bạn thấy mình bắt trồn dễ. Còn thực sự dễ hay không, mình quay đốt chân này cho các bạn thấy. Bạn nào còn nghi ngờ đốt chân thì hãy nhìn vào cái này nhé. Vẽ đốt chân được khủng luôn nhé. Nhưng mà khu này lại có núa mới đẻo ngoài kia. Chắc chắn là trồn thì có 100% rồi này. Nhìn đốt chân này. Đấy. Thế mà đi tìm còn nó mắt ra không thấy kia. Mẹ, khu này khoai khoảm nhất này là cánh đồng lúa rộng như này. Nó mà ra lúa này là thua nó rồi. Mẹ, chỗ này mà lúa mà cắt hết đi. Dấu chân khủng. Thật sự với cánh đồng lúa mà rộng như này, khi con trồn nó mà ra lúa đấy là cực kỳ khó sơi nhá. Nhưng chỗ này thì thôi chấp nhận này, bỏ về. Cái lúa này bắt buộc chúng ta phải chờ cội, khi nào mà khoảng chỗ này tầm khoảng nửa tháng đến một tháng nữa, khi bắt đầu người ta bắt đầu thu hoạch lúa đấy, thì chúng ta sẽ, lúc đấy nó còn ít ruộng chẳng hạn, thì chúng ta đặt, chúng ta kích, thì lúc đấy chúng ta mới ăn được nó nhé. Chứ thời điểm này mà lúa này thì đây mình đang cố thử hên xui xem thôi, chứ còn để nó ăn được nó trong lúa này thì mình nghĩ là hoàn toàn không dễ một tí nào. Mình sẽ ăn một lúa một cái loài đây, cứ thử đi.